như các bạn đã biết đấy, thì thông thường cái cách mà dựng hình một cái nhân vật thì chúng ta sẽ dựng hình theo cái kiểu đối xứng như chúng ta đang nhìn thấy ở đây thế là nhân vật chúng ta vẽ thì phải sử dụng các cái lệnh để nó sẽ đối chiếu nhau thì khi vẽ nó mới chính xác hai bên được và sau khi vẽ xong thì thường mục đích của chúng ta đấy là mong muốn sẽ tạo cái dáng tư thế cho nhân vật làm sao nó tốt và hiệu quả nhất thế thì để giải quyết được câu chuyện này thì thầy sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái trang nữa Ờ, ngoài cái trang uh, Sketchfab này thì chúng ta có thể biết thêm một cái thằng là Turbo quiz thì với cái thằng này thì các bạn cũng tìm được cái mục nhân vật thì ở trang này thì nó không cung cấp cho chúng ta cái trải nghiệm liên quan đến cái việc là uh, 3D như chúng ta có ở Sketchfab nhưng mà nó cũng sẽ là một cái trang có rất nhiều các cái phần hình ảnh cũng như là có rất nhiều các cái uh, tạo dáng tư thế thậm chí nó sẽ có những cái ảnh chi tiết về lưới để chúng ta vẫn có thể xem như ở cái trang kia và nó cũng có cả cái phần bản chi tiết về rưỡi vật liệu nữa. Cái này thậm chí là chúng ta xem thì các bạn cũng không cần phải tải về để như cái bên kia thì chúng ta cũng có thể xem chi tiết được cái cách mà người ta trải cái UV cũng như là người ta sẽ làm vật liệu như thế nào. Và đặc biệt nhất khi mà chúng ta xem đến cái phần phía sau của cái đối tượng á thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có những cái cấu trúc người ta gọi là khung xương, hiểu trong thuật ngữ nó gọi là rig nghĩa là chúng ta sẽ đặt xương cho nhân vật. Và các bạn muốn tạo dáng nhân vật thì các bạn à, gần như buộc phải tạo khung xương này thì nó mới tốt được Cũng à, tất nhiên cũng có một số bạn làm bằng thủ công Đấy là chúng ta sẽ chọn công cụ à, uh, shop Selection và chúng ta sẽ chọn các cái mảng Xong chúng ta kéo từng phần từng phần nhân vật nó thay đổi Nhưng cái việc như thế nó rất là thủ công, mất rất nhiều thời gian và đôi khi là nó không hiệu quả à, Còn về cái việc tạo xương này thì đầu tiên cũng phải trả lời với các bạn Thứ nhất là nó không dễ chúng ta phải học rất nhiều nó gần như là một cái môn chuyên biệt thì các bạn mới tạo xương cho nhân vật được chúng ta có xem ở đây đi nữa thì chỉ xem cho biết là à thì ra bây giờ mình cần phải tạo từng này cái khớp và với từng này cái khớp thì mình lại phải học cái cách để tạo ra các cái khớp nó như thế nào rồi thì các cái khớp nó phải vận hành ra sao tóm lại là nó sẽ là một cái quá trình mà hình nghĩ bản thân các bạn cũng sẽ gặp rất nhiều cái rắc rối trong cái quá trình làm cái việc đó thế thì để giải quyết được cái câu chuyện này bây giờ chúng ta sẽ chưa bàn đến cái chuyện là chúng ta sẽ học và làm animation mà các bạn chỉ bàn đến cái việc là bây giờ mình à, gọi là làm quen dần với phần xương cũng như là à, mình sẽ cần phải làm sao nhanh nhất để mình có thể sẽ biến đổi được cái hình của mình thì à, chúng ta sẽ có thể tìm hiểu thêm một cái trang web nữa nó cực kỳ hay nó có tên gọi là misamo cái trang này thì à, nó cũng có rất nhiều người sử dụng để auto tạo xương và sau khi tạo xương xong thì có thể làm những cái câu chuyện khác liên quan đến chuyển động và cái thằng này là của Adobe luôn Nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái gọi là cái nguồn gốc của cái uh, thương hiệu này nha và cái lời khuyên của thầy là tốt nhất là chúng ta nên tạo bằng Gmail và chúng ta nên tạo một cái số mail riêng biệt ra để chúng ta sẽ uh, sử dụng nó cho hiệu quả uh, thầy nói ví dụ uh, khi mà các bạn vào thì ở trong này nó sẽ có một số cái khái niệm để chúng ta sẽ tìm hiểu dần ví dụ như đây là cái khái niệm về cái số khớp mà nó sẽ tạo ra mà khi chúng ta sử dụng ở trong này này thì nó sẽ có hai dạng một là nó sẽ có cái phần uh, character là cho chúng ta có thể chọn rất nhiều các cái nhân vật ở trong này thì nói ví dụ như các bạn có thể chọn những cái nhân vật game uh, rồi thì uh, uh, chúng ta cũng có thể là tham khảo đấy thì cái trang này cũng là một cái trang mà nó rất là thuận tiện cho một số bạn nghiên cứu về nhân vật chúng ta cũng có thể tải về chúng ta xem cái cách người ta làm cái nhân vật này nó như thế nào à, rồi thì các bạn uh, chuyển sang phần uh, animation thì nó sẽ có cho chúng ta những cái hoạt động thì các bạn chỉ cần click vào đây thôi là nó sẽ diễn ra được các cái hoạt động của nhân vật này luôn sau đấy là các bạn sẽ ấn vào cái nút download và các bạn cho vào trong uh, cái phần mềm maya các thứ thì nó sẽ giải quyết được cái câu chuyện của chúng ta nhưng ở đây là những cái nhân vật mà nó có sẵn để cho chúng ta học hỏi thôi còn dưới góc độ các bạn là một cái người mà đã dựng hình thì chúng ta sẽ phải làm sao để giải quyết được cái câu chuyện của mình. thì bây giờ thầy sẽ bật cái phần mềm Maya lên và thầy sẽ giải quyết trước một số cái vấn đề như sau. thứ nhất giả sử như là thầy có một cái hình có sẵn ở đây. đầu tiên thầy sẽ để mua cho các bạn một cái hình mà nó sử dụng một cái nhân vật nó hoàn toàn cơ bản. lúc này cái nhân vật này chưa có một cái tính chất gì đặc biệt về quần áo hay trang phục cả. được chưa? đây là cái nhân vật của chúng ta này. đó thì các bạn sẽ nhìn thấy với cái nhân vật này thì đầu tiên các bạn sẽ phải biết được cái việc là sau khi mình dựng hình xong á Thì mình sẽ phải export và thường là mình sẽ click vào đối tượng Và mình sẽ chọn được thấy cái chế độ gọi là export selection Và sau đấy là mình sẽ lưu cái file này lại dưới hai định dạng là FBX hoặc là OBJ Thầy lưu ý thứ nhất nếu như mà các bạn chọn FBX thì nó sẽ đi kèm vật liệu Nha, nhưng mà tất nhiên là các bạn phải làm vật liệu kỹ thì các bạn mới đẩy nó lên được không nó sẽ bị lỗi thì uh, trong trường hợp mà các bạn muốn thử để hiểu về cái xương á. Sau đấy là các bạn uh, tạo dáng xong. Các bạn làm vật liệu sau ấy. Cũng được. Thì lúc này chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ gọi là OBJ. Hai cái file này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể chuyển được cái 3D của mình sang các phần mềm 3D khác. Thầy nhắc nha. FBX là nó sẽ bao gồm cả vật liệu cả animation. Còn OBJ thì nó chỉ là model thôi. Đấy thì ở đây thì uh, để thuận tiện thì thường. Thì mới tập về Misamo thì thầy... Khuyên là các bạn nên làm OBJ trước, nghĩa là chúng ta chưa cần phải làm vật liệu gì trên Maya đâu, mà chúng ta tạo dáng xong rồi chúng ta làm vật liệu cũng được, không không muộn đâu, nha. Hoặc là bạn nào mà thích thì chúng ta thử làm vật liệu cơ bản ở trên file FBX trước, xong mình sẽ cho vào xem nó có nhận hay không. Và các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi mà xong rồi thì thầy đã có cái phần file của thầy ở đây là lưu dưới cái định dạng là OBJ để chúng ta sẽ thử trước nha. Ở đây thầy sẽ có hai file để thử cho các bạn. À, file uh, này là file lưới cơ bản của người này, còn cái file cô gái này thì đã có cái phần nhân vật. Đấy thì thầy cũng sẽ tải lên để cho các bạn nào thích thì chúng ta cũng có thể thử sử dụng hai cái file này để cho vào cái bài của mình. Quay lại với cái trang web à, lúc này chúng ta đã hiểu về cái cách vận hành của nó rồi. Thì các bạn sẽ chuyển sang cái phần này nó sẽ có ba cái phần. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái upload character. Lưu ý lúc này là nó chỉ nhận cho các bạn ba định dạng, một là FBX, hai là OBJ và ba là file zip file zip là nó bao gồm cả những cái uh, thuộc tính vật liệu nếu như mà các bạn có trải UV mà nó ra các cái mép vật liệu các thứ á, thì các bạn phải nén hết lại một cái file đấy thì cái này thì chúng ta sẽ thử dần nha nhưng trước hết bây giờ chúng ta sẽ cần với một cái file cơ bản nhất ở trong phần mềm Maya là file obj đã đây chúng ta sẽ chọn cái đối tượng mà chúng ta vừa mới mở thử trên Maya thì sau khi mà tải xong nếu không có lỗi nha thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ xong cái phần file của chúng ta ở chỗ này và khi mà bắt đầu nó sẽ có cái quá trình nó tải lên thì chúng ta sẽ có cái bước là next để chuyển sang cái phần tiếp theo ở cái phần này nó rất là dễ thôi nó sẽ có cái cách để chúng ta sẽ phân bổ các cái uh, điểm mấu chốt để cho phần mềm họ sẽ tính toán auto rigger họ sẽ tính toán cái phần rig cho chúng ta thì chúng ta sẽ dựa theo cái bản đồ ở bên này chúng ta sẽ thả các cái phần này cái chỗ này nó sẽ là ở cái cái, cái khớp tay này. Đó. Tiếp theo là cái phần này là nó sẽ liên quan đến cái phần gối tay này. Chúng ta sẽ có cái phần này là liên quan thường là nó sẽ ở chỗ miệng. Phần này thì nó sẽ là cái khớp gối. Chúng ta phải tính toán đúng chuẩn đâu là khớp gối nha. Và cái phần này thì nó là thường là cái phần ở phía giữa. Rồi. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có cái skeleton. Nghĩa là cái này là cái nơi mà chúng ta sẽ lựa chọn các cái khớp của chúng ta. Với những cái bạn mới thì các bạn có thể thử 25, 25 là ít khớp nhất, nghĩa là lúc này nó sẽ không chia khớp tay. Các bạn sẽ lưu ý nha, lúc này nó sẽ không chia khớp tay, mà nó sẽ cả bàn tay là một cái cái khớp luôn. À, dần dần kỹ hơn, các bạn nếu như bạn nào muốn cho đối tượng nó có thể điều chỉnh cả cái khớp tay, chúng ta tăng dần lên. Nhưng mà theo kinh nghiệm uh, của thầy thì thường ta chọn cái thấp nhất hoặc cái cao nhất thôi. Một là đơn giản hẳn, hai là cao hẳn thì với cái cao hẳn này thì sẽ giúp chúng ta tạo ra rất nhiều các cái khớp nữa thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử trường hợp thấp nhất trước nha để nó sẽ xem cái cái cách triển khai của cái hình thì nó sẽ ra như thế nào thì các bạn sẽ ấn là nó sẽ chạy chúng ta ấn tiếp tục phần next để hoàn thiện khi tải về thì thông thường định dạng của nó sẽ là các cái chuẩn FBX nghĩa là cái chuẩn À, đi kèm các cái chuyển động như thầy nói đó, đấy thì à, các bạn cũng um, có thể là sẽ biết thêm. Thường thì cái chỗ này thì chúng ta sẽ không chỉnh gì nha. Chúng ta sẽ ấn nút download và quay lại cái phần này. Chúng ta sẽ tạo một cái phần Maya mới. À, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái mình vừa mới tải về thì à, nó đã có cái nội dung gì ở trong này. Đấy thì các bạn sẽ thấy là khi mà tải về á nó sẽ dừng lại đúng luôn cái hành động mà chúng ta có ở cái phần bên đối tượng của chúng mình của chúng ta. Tất nhiên là khi mà chúng ta ấn nút play thì nó cũng sẽ diễn ra các cái hoạt động nó chạy. Đấy nhưng mà do mình để cái tốc độ thời gian nó quá ấy nên là nó sẽ chưa giải quyết được câu chuyện của chúng ta. Đấy thì các bạn thấy nhân vật nó chuyển động theo cái mà chúng ta đã làm ở bên kia không ạ? Nhá thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cần phải phải biết. Đấy nhưng mà đợi thầy một chút để thầy sẽ xem lại cái cái cách làm sao để chúng ta sẽ tải một cái file mà nó chưa có các cái chuyển động có cái này thì nó cũng sẽ khá tiện cho một số bạn nha ví dụ nếu mà vật tạo dáng á là các bạn gần như là tạo luôn được rồi và nếu như bạn nào muốn ăn chắc nữa thì các bạn chỉ cần xuất cái này lại thành một cái obj mới thế là các bạn tạo dáng xong luôn còn với những cái bạn muốn hiểu kỹ hơn thì chúng ta có thể về các cái chế độ ở đây để chúng ta sẽ xem các cái phần khớp ở đây được chưa nhỉ và kết hợp với các cái khớp này thì chúng ta vẫn có thể là thấy chưa mình có thể hoàn toàn điều khiển cái nhân vật của chúng ta à, theo nhiều cái phần khác nhau ví dụ như muốn chỉnh cái khớp tay này nha thì ở đây chúng ta phải không phải cầm lấy kéo đâu mà các bạn phải thử linh hoạt các cái cách để nó sẽ điều khiển cái khớp tay này đó ví dụ như thầy đang làm Thế thì đấy là cái cách mà mà cái phần mềm này nó hoạt động nó sẽ tạo cho các bạn những cái phần khớp và nếu như các bạn thích tạo lại thì các bạn sẽ phải ngồi các bạn sửa những cái nội dung ở trong này để làm sao nó ra được cái tư thế đúng sau đấy là mình sẽ xuất ngược lại thành OBJ để mình sẽ cho vào lại phần mềm của mình và thành một cái bức tượng luôn. Đó tại vì khi mình mà xuất OBJ thì nó không còn cái FPX nữa đúng không? Đấy nha các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ thoát ra vào lại thì nó sẽ không có animation nữa. Lúc này thì nó chỉ gắn xương cho chúng ta thôi. Thì cái này thì nó sẽ thuận lợi cho những cái bạn học về cái cách điều khiển này. Còn như thế nói với những cái bạn mà À, chúng ta muốn xem luôn nó hành động như thế nào thì chúng ta có thể kích vào đây và chúng ta tải về thì ở cái trường hợp mà chúng ta tải lên mà nó chưa chọn cái hành động á, thì nó sẽ ra một cái thằng người đứng nguyên như thế này thôi nhưng mà khi mà chúng ta tải xuống thì uh, chúng ta sẽ quay lại phần mềm ở đây chúng ta tạm thời tắt cái file này đi nha chúng ta tạo một file mới hoàn toàn này thì uh, chúng ta sẽ tải nó lên cái phần này thì các bạn sẽ thấy là lúc này là nó đã có một cái nhân vật nhìn thì nó vẫn đứng yên nhưng mà nhìn kỹ thì nó đã bắt đầu có các cái khớp xương ở cái phần này rồi và lúc này thì chúng ta sẽ làm một số cái việc giả sử như các bạn để ở cái chế độ nhìn xuyên thấu này hoặc là các bạn sẽ kích vào cái phần xương ở đây đó các bạn kích vào phần xương ở đây và các bạn sẽ bắt đầu là có thể điều khiển được cái nhân vật của chúng ta ví dụ như ở đây chúng ta có thể chọn cái phần khớp này các bạn sẽ linh hoạt thử hai cái thao tác ví dụ như là ở các khớp tay đây này thì nó chỉ xoay thôi chứ khớp tay không di chuyển được nha các bạn hiểu đúng không khớp tay mà di chuyển thì nó méo thằng người đi mất đó thế thì tương tự những cái khớp ở đây cũng vậy các bạn muốn thì các bạn sẽ phải làm sao chúng ta sẽ xoay cái đối tượng của chúng ta đi đấy, để làm sao nó sẽ lên được cái phần của chúng ta đấy hoặc là mình sẽ lật ngửa cho cái bàn tay nó sẽ lên một chút tương tự thì các cái khớp này mình cứ lật dần nó thì mình sẽ ra được cái tư thế của nhân vật tương tự là mình cũng có thể làm uh, các cái phần tiếp tục ở cái chỗ này nữa để mình uh, điều khiển các cái phần nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy là ở cái cái cách làm của chúng ta ở đây ấy thì cơ bản là nó gắn cho xương rồi thì mình không suy nghĩ gì về xương nhưng mà cái quá trình mà chúng ta xoay với lại làm cái này thì thực ra nó lại đang mất khá nhiều thời gian hơi vất vả ở cái chỗ đó thì ở đây chúng ta cũng có thể là à, sẽ thử nghiên cứu thêm một số cái phần nữa để làm sao cho nó tốt và nó hiệu quả đây ví dụ như ở đây mình sẽ có cái cái cách để chúng ta À, sẽ nghiên cứu thêm làm sao cho nó hiệu quả. Đấy. Ví dụ với dáng người các kiểu này. Đấy thì bạn nào mà lười nha thì các bạn chỉ cần học ở cái buổi này đến đây thôi. Với những bạn kỹ hơn này thì các bạn sẽ nhìn thấy là việc mà trôn từng cái điểm ở trong này á nó mất cực kỳ nhiều thời gian và thầy sẽ vào phần custom, thầy sẽ ấn một cái này, ấn vào biểu tượng rich character thì lúc này nó sẽ sinh ra một cái bộ rich rất là thuận tiện để thầy có thể rất nhanh chóng điều khiển được đối tượng như ví dụ như cái phần chân đấy thì thầy chỉ cần cầm nó ra thầy kéo nó đi thì các bạn sẽ thấy là kéo nó hơi quá rồi kéo đủ thôi đúng không thì bắt đầu thấy là nó sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta làm cái phần chuyển động của mình đấy thì tí nữa thì thầy sẽ hướng dẫn bạn các bạn, các bạn cái cách cài này nha ở cái này thì nó sẽ có hai cái mà chúng ta cần quan tâm nó chỉ là tập trung vào hai cái khớp này thôi một là cái khớp này để cho cái chân của chúng ta nó sẽ có thể lên xuống hoặc là nó có thể đi ra các kiểu còn cái trên này là nó để điều khiển cái khớp gối đấy thì lúc này các bạn sẽ chỉ cần căn trôn hai cái phần này thôi thay vì là mình phải phải xử lý rất nhiều phần như phía trước ở trường hợp chỗ này thì thậm chí là chúng ta để ở cái chế độ gọi là không lưới chúng ta cũng có thể dễ dàng chúng ta sẽ thay đổi được cái đối tượng của mình như các bạn sẽ nhìn thấy ở đây đấy thì các bạn chọn những cái tổng quan ở đây thì cái phần này nó là một cái gọi là script để hỗ trợ những cái người dùng misamo làm sao để căn trôn nhanh nhất cái đối tượng của chúng ta có mà chúng ta không cần phải căn chỉnh theo từng cái phần như lúc nãy nó rất là mất thời gian và đôi khi là nó khiến chúng ta là sẽ không thực sự là hiệu quả đấy còn tất nhiên là ở đây thì nó cũng sẽ có những cái chỗ mà chúng ta vẫn phải làm kỹ thì nó ví dụ như là cái khớp tay thì nó vẫn phải có những cái khớp đúng không thì nó sẽ đưa ra được những cái đường dài dài này cho chúng ta dễ select này. Cách cũ để lựa chọn một cái khớp rất là khó nha. Cái cách cũ mất rất nhiều thời gian. Đó, thế là các bạn sẽ thấy rất nhanh chóng là mình cũng có thể là à, cho các cái đối tượng của mình nó được thành những cái tư thế như mình mong muốn. Các bạn à, nhớ lại các cái phim tắt để mình điều khiển những cái phần này cho nó thuận tiện nha. Chúng ta ở cái dạng về nhân vật này thì nó chỉ giải quyết hai câu chuyện. Một là liên quan đến di chuyển và xoay thôi. Thì chúng ta sẽ chú ý một chút với những cái chỗ mà chúng ta ấn vào đây này. Nó không có biểu tượng di chuyển. Nghĩa là những chỗ này các bạn chỉ được xoay khớp thôi nha. Thì các bạn phải chuyển sang cái xoay. Để các bạn sẽ xoay khớp. Còn những cái chỗ nào mà nó di chuyển được thì nó sẽ cho chúng ta làm cái điều đó. Đấy như cái chỗ này di chuyển được này. Đấy thì chúng ta uh, phải hiểu về cái khớp một chút. Chúng ta sẽ làm nó ra. Đấy thế là uh, chúng ta rất nhanh chóng. Các bạn có thể tạo ra một cái dáng nhân vật của mình. Làm sao cho nó phù hợp và nó hiệu quả. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn qua các bạn cái cách để làm sao sẽ kích hoạt được cái Misamo này. Thì uh, các bạn sẽ lưu ý là thầy uh, sẽ gửi tài liệu cho các bạn thì các bạn sẽ chú ý là uh, chúng ta sẽ xem nha. Đầu tiên nó sẽ có cái thư mục như thế này. Sau khi mà chúng ta giải nén ra, uh, chúng ta sẽ copy cho thầy ba cái ba cái mục này. Chúng ta sẽ copy nha. Chúng ta vào phần document này, vào phần Maya, vào phần uh, cái phiên bản mà chúng ta ứng dụng Ví dụ các bạn đang cài Maya 2020 Thì mình vào đây Xong rồi mình vào cái phần Script Và mình uh, sẽ copy nó vào Đấy thì nó sẽ có ba cái thư mục như thế này Sau khi mà chúng ta có cái phần đấy xong Chúng ta quay lại uh, phần mềm Maya Ở đây thầy sẽ tắt cái phần này đi Có một cái hoàn toàn nha Sau đấy là chúng ta sẽ vào cho thầy cái phần uh, Windows Chúng ta phần vào General Các bạn chọn là thầy cái phần Script Editor và các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng File ở chỗ này. Đấy. Và à, chúng ta thầy sẽ tạm thời thầy remove cái này đi nha. Để cho các bạn có thể là sẽ à, dễ nhìn hơn. Chúng ta bật cái bảng Script Editor này lên này. Xong ta vào phần File. Chúng ta sẽ chọn cái Open Script. Nó chính là cái file này. Được chưa? Nó chính là cái file mà chấm PI này. Đấy. Các bạn sẽ ấn nó. Thì nó sẽ chạy ra một cái như thế này. Đấy. Và sau đấy. Là các bạn sẽ làm thêm các cái một số việc nữa. Ví dụ như là các bạn sẽ chọn cái phần uh, Save Script to Sell. Nghĩa là uh, chúng ta sẽ lưu cái script này lên cái thanh Custom ở trên này. Để chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng. Chứ không phải mỗi lần mà chúng ta làm chúng ta lại vào trong này chúng ta gọi ra nữa. Thì các bạn sẽ lưu nó ở đây. Với cái tên gọi. Giả sử như thầy sẽ lưu là uh, Misamo. Đấy chúng ta sẽ ấn nút OK. Thì nó sẽ có ra cái phần trên này. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà chúng ta ra cái trên này á, thì cái icon của nó chưa đúng và chưa đẹp. Thì các bạn sẽ chuột phải, các bạn chọn Edit. và các bạn sẽ chọn vào cái phần này. Và chúng ta sẽ thay cái phần ảnh ở cái phần này. Chúng ta sẽ lốt cái ảnh ảnh của chúng ta lại. Chúng ta sẽ lốt cái phần ảnh ra. Chúng ta sẽ... Đây. Và script này. Có cái phần ảnh này. Đấy, chúng ta click lại nó và chúng ta là xong đấy thế là chúng ta tắt đi sau này các bạn không cần phải bật cái đấy nữa mà ở đây nó có sẵn rồi nhá đấy bây giờ thầy sẽ ví dụ các bạn với một cái nhân vật hoàn toàn khác nha chúng ta quay lại cái phần mềm misamo này đấy thì nó có hai chế độ một là chỉ tải xương thôi cái hai là kèm chuyển động nhưng mà theo thầy là các bạn nên tập với cái chế độ chỉ xương trước để mình luyện tạo dáng đã còn những cái bạn nào mà muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn thì chọn luôn các hành động ở đây để nó ra các cái đoạn animation mình cho vào mình xem ở đây thầy sẽ upload một cái file mới hoàn toàn cho một cái nhân vật nó sẽ có cái tính phức tạp hơn cũng để giải quyết cho cái câu chuyện. Nhiều bạn bảo là ơ thế thầy ơi vẽ quần áo xong cái quần áo làm thế nào để nó chuyển động được? Thì quần áo nó cứ kệ đó các bạn cứ vẽ theo nhân vật thôi khi các bạn gắn xương thì nó sẽ phải tự động đi theo cái phần xương đó. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cô gái này là có đầy đủ các cái nội dung liên quan đến uh, quần áo và các thứ nha. Đây, chúng ta sẽ gắn nhưng cái chỗ này nó sẽ hơi hơi khó một chút này tại vì cô này thì quên mất là chúng ta đang để đeo cả cái phần túi thì tí nữa nó có thể khả năng nó sẽ sinh ra một số cái lỗi nhỏ. Nhưng mà chúng ta cứ thử một vài lần thì nó sẽ tốt. Chúng ta sẽ chọn luôn kiểu 65 nha cho nó làm kỹ luôn. Thế là chúng ta có một cái nhân vật đã được gắn xương. Đã được gắn xương, còn muốn chuyển động thì các bạn cứ chọn bên này thì nó sẽ ra một cô gái chuyển động và tải về thì nó ra phần chuyển động nha. Đây bây giờ chúng ta sẽ kéo cô gái này vào bên trong cái này. Nó rất nhanh chóng có xương rồi nhưng mà nhìn mọi thứ tay chân có vẻ hơi lỗi một tí. Không sao đâu, cái này nó lỗi là do nó bắt cái cái túi này thôi. Thì tí chúng ta điều điều chỉnh lại một chút hoặc các bạn sẽ thử lại trên cái Misamo đặt lại cái điểm nha. Hoặc là xóa cái túi đi để thêm cái túi về sau cũng được. À, sau đấy chúng ta sẽ kích hoạt cái Misamo này, ấn vào cái rig character. Thế thì à, nó sẽ rất nhanh chóng nó ra cho chúng ta một cái bộ control. Và với cái bộ này thì ok, chúng ta có thể ngồi làm rất nhiều thứ. Ví dụ như phần này thì uh, chúng ta sẽ xoay. Đầu tiên là mình sẽ chắc phải xoay cái cổ tay của cô gái này xuống trước. Là nó đang bị cái hiện tượng là lỗi ở đây. Đấy, chúng ta sẽ xoay một chút. Đấy, chúng ta để không khéo cái chỗ này nên nó bị dính thôi. Không vấn đề gì nha. Đó, xong rồi mình có thể xoay uh, các cái tư thế ra phía trước. nói là chúng ta có thể xem các cái khớp uh, ngón tay, chúng ta cũng có thể là uh, sẽ rất nhanh chóng để chúng ta sẽ giải quyết cái câu chuyện đó cho từng cái cái đớp một đốt ngón tay một. đó cái phần chân thì di chuyển để cô gái đi. Đấy các bạn thấy trang phục uh, nó thay đổi theo không ạ? Và vừa rồi thì uh, thầy đã hướng dẫn các bạn một số cái nội dung nhẹ nhẹ để cho chúng ta có thể dễ dàng tạo được một cái khung xương ở trong cái nội uh, dung liên quan đến uh, Maya. Cái này thì chủ yếu nó dành cho những cái bạn mới để chúng ta gọi là làm quen và tạo dáng nhân vật thôi. Còn xa hơn liên quan đến animation thì nó lại là một cái câu chuyện học một cái cách nó rất là khác. Nhưng là các bạn phải học về bản chất để các bạn tự tạo được xương. Tại vì đôi khi các cái phần mềm hỗ trợ như Misamo nó vẫn có lỗi và nó không giải quyết được tất cả các cái loại nhân vật và các cái bài toán của chúng ta. Ngoài ra thì về cái mặt chuyển động thì nó lại phải học thêm những cái tính chất khác nữa thì các bạn làm chuyển động nó mới tốt được đấy thì uh, hy vọng rằng cái bài học ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm một cái nhìn mới nữa về cái việc là làm sao nó có sẽ thuận tiện hơn cho cái việc là các bạn tạo dáng cũng như là cho cái nhân vật của mình nó sẽ ra được những cái tư thế tốt và hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài giảng tiếp theo